Để gói một cái bánh chưng thì mình sẽ chuẩn bị một khuôn vuông như các bạn, đó cái khuôn gỗ này, vuông này, sau đó chuẩn bị gạo nếp, và đây là đậu xanh rồi thịt ba dọi và thịt nạc cũng được, nói chung có thịt heo là được rồi. Đây là ba mình đang chuẩn bị đưa vô khuôn để gói bánh chưng đó, các bạn thấy cái lá này lá dong nha. Đó bắt đầu là sẽ cho một cái chén gạo nếp vô trước, đó san đều và sau đó thêm một chén đậu và đổ lên thêm một mấy miếng thịt, khoảng 3 miếng thịt thôi, 3 miếng thịt heo đưa vào trong cái phần ở giữa của cái nhân đó. Sau đó là mình sẽ tiếp tục cho thêm ít gạo nữa, thêm một cái chén gạo nữa lấp phần nhân của bánh đó, sẽ cho thêm một chén gạo vô. Rồi sau đó mình sẽ nén chặt xuống để cho cái bánh nó sẽ tràn đều cái gạo đó. Bắt đầu sau đó mình nén xuống, nén càng chặt càng tốt thì bánh nó sẽ chắc đó, các bạn nén thật là chắc vô. Đó. Sau khi mà nén xong á thì nên là em trai mình nó đang chuẩn bị cắt lá này, thì phải có ở đây là ba người, thì có mình, ba mình và em trai, em thì nó chuyên cắt lá. Rồi sau đó sau khi mà khâu cắt lá mà đo cho nó vừa cái khuôn là một khâu cũng khá là quan trọng. Đó, cái lá này nó phải đo thật là vừa với khuôn thì khi người gói nó sẽ đẹp như thế này, các bạn thấy không? Đó, cái khuôn nó vừa y chang với cái lá như vậy. Và sau khi mà gói xong như vậy mình phải nén chặt xuống để cho cái bánh nó được chắc. Rồi sau đó dùng dây lạt cột lại, nén thật chắc vô. Đó, các bạn thấy nén càng chắc càng tốt. Đó, sau khi mà nén xong như vậy bắt đầu mình sẽ tháo cái khuôn này ra, và coi như là đến giai đoạn này thì đã hoàn thành một cái bánh khá là đẹp rồi, các bạn thấy. Đây mình đang ngồi gói cái bánh đấy bạn, các bạn thấy khi mà gói thì phải lưu ý cái phần gọi là mình phải nén thật chặt cái bánh này xuống, sau khi mà đổ đầy đủ các cái phần như là gạo nếp rồi là đậu xanh thịt heo, rồi sau đó mình sẽ gói nó lại. Đó, khi mà gói này là cái giai đoạn này vừa gói mà mình phải nén nó xuống cho nó thật chặt, như vậy thì cái bánh sau khi gói xong nó sẽ chắc và nó sẽ không bị bung ra. Đó, sau khi xong bắt đầu mình phải ép cái lá xuống mình để mà cho nó, sau khi gói xong bắt đầu mình sẽ ép cái lá xuống, bắt đầu mình cuộn này. Và sau đó là sẽ tém các lá lại và sẽ bắt đầu gọi là cột dây lạt vô. Đó, mình sẽ quấn một vòng siết chặt cái bánh này lại, siết cho thật chặt luôn. Nhưng mà đó, sau khi siết chặt xong tiếp tục lại dùng cái dây lạt bên kia và tiếp tục cũng quấn 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 chặt cho cái bánh này lên. Đó thì càng chắc càng tốt, như vậy thì cái bánh của mình nó sẽ ngon. Đó thì đến đây thì cái như cái bánh đã hoàn thành các bạn ha, một cái bánh khá là vuông vắn, biểu trưng cho đất, các bạn thấy. Vậy là đã hoàn thành cái bánh chưng rồi các bạn thấy, nhìn khá là tuyệt vời. Và bây giờ sẽ tiến hành cái khâu đi luộc bánh. Đây xin giới thiệu mọi người, đây là cái nồi bánh chưng sau khi mà buổi chiều mình và gia đình đã gói xong. Và bây giờ là mình sẽ cho mọi người xem cái nồi bánh chưng được nấu trong đêm của ngày hôm nay. Thì mình xin giới thiệu sơ qua thì cái phần bếp thì được kê bằng ba cái miếng gạch này các bạn, đó ba chân, cái kiềng ba chân này, hai cái kiềng ba chân là bằng ba cái viên gạch như vậy đó. Rồi củi thì là củi cà phê nha mọi người, tại vì nhà mình là trồng cà phê cho nên khá sẵn củi ở ngoài vườn đó. Các bạn thấy ngoài vườn này, ngoài vườn bây giờ là đang tối thui như mực các bạn, tối đen luôn đó. Đó là nồi bánh chưng đây, các bạn thấy ha. Đó thì xung quanh sẽ chất củi như thế này, và đây là có một cái miếng tôn này, miếng tôn này để che cho cái lửa nó không táp vào bức tường này, nó không là đen bức tường này, cho nên mình phải che một cái tấm tôn như thế này đó. Nồi bánh chưng khá là đơn giản như thế này thôi bạn. Bạn thấy không, cái nồi này nó nồi khoảng chừng hơn một găng tay. Thì chiều nay là nhà mình gói khoảng chừng là cũng đâu đó cũng khoảng 15 cặp, tức khoảng 30 cái, gần ba hơn 30 cái đó, để gói cho nhà, để gói cho anh em bà con xung quanh những người cặp đó, các bạn thấy nó khi mà ngồi cái nồi bánh chưng này khá là ấm các bạn, khá là lửa này. Lâu lâu mình phải đẩy cái lửa này vô để cho cái nồi bánh này nó đủ cái
nhiệt độ để cho bánh nó màu chín các bạn. Là mình mở cho các bạn coi ha, là bánh chưng trong này. Đó, bạn thấy không? Bốc khói nghi ngút luôn. Đó. Mình đã ghê không? Nóng hổi các bạn, bốc hơi lên này các bạn, ghê không? Đó, lâu lâu thì mình phải châm nước cho nó, để mình vô mình châm nước cho nó này. Ở trong đây là có một cái bình nước luôn luôn được đun nóng sẵn này các bạn. Đây là cái bình bếp bioga nhà mình nuôi heo cho nên đây bình bếp bioga. Đó, mình sẽ nấu sẵn sôi. Và lâu lâu mình sẽ châm nước vô cho nó. Đó, châm nước vô cái nồi bánh này chứ không để nó cháy. Nó tại vì mình nấu lâu, nấu khoảng 8 tiếng đồng hồ thì lâu mình châm nước vô không nó cạn nước. Cạn nước là nó sẽ cháy bánh. Đó, các bạn thấy. Đó, mình sẽ chế nước ở đây cho nó. Mình thấy trên này con nước nhưng mà thực ra dưới nó khô rồi cho nên là phải chế vô. Còn là cạn nước luôn các bạn. Đó, liên tục phải nhớ châm nước vô. Đó, các bạn thấy không? Nước nó sôi sùng sục luôn thế này. Đó, nhiều nhà nấu mà quên chế cái khâu này là coi như là sẽ bánh nó sẽ bị khê này, bị cháy bánh này. Đó, cho nên mình nhớ cái khâu thường xuyên này có một cái ấm nước sôi bên cạnh để mà nấu nước. Đó, bạn thấy không? Mực nước nó sắp sắp này là được rồi. Đó, như vậy bánh nó xong mình cháy này. Đó. Lúc này là khói nó cay hết cả mắt bạn. Này, cay hết cái mắt mình luôn. Muốn khóc luôn. Để khói nghi ngút luôn mà. Đó, như vậy chỉ cần mấy mấy tiếng nữa, nói chung nó nấu từ chiều giờ cũng khá là lâu rồi. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là bánh sẽ chín. Đó, sau khi chế nước xong thì mình lại tiếp tục sẽ để sẵn một cái ấm nước lạnh bắc lên cái bếp bên trong kia để lúc nào cũng có sẵn nước sôi các bạn. Ồ, có nóng quá, quá nóng rồi. Nước này là nước giếng khoan nha mọi người. Ở đây nước ở nhà mình thì khá sẵn và nước là bơm từ giếng lên. Đó, mình sẽ chế sẵn như này để chuẩn bị mà một cái nồi nước tiếp tục cho cái việc gọi là chuẩn bị cho nồi bánh chưng. Khi mà nó cạn nước thì mình sẽ đổ cái nước sôi này vô. Đó. Nhưng lại khói quá nên bây giờ sụt xịt mũi rồi. Đây. Đó, sau khi ấy thì mình sẽ tiếp tục bắc lên cái bếp ga kia để cho nước nó sôi lên. Đó, như vậy là mình cái canh liên tục như vậy. Đó, lúc nào mình phải có chuẩn bị sẵn một ấm nước sôi này để mình chế vô nó đổ. Đây. Đây, bên đây lửa đã tan này, mình sẽ tiếp tục cho củi vô. Đây, bên đây nó củi cháy hết luôn này các bạn ha. Củi này cháy hết luôn này. Đây, cây là cây cà phê các bạn ạ. Đó. Đấy, cà phê đó. Cà phê rất là sẵn trong vườn. Cho cái đầu to vào trước đi. Cái đầu to rồi cháy cho sướng. Để cho thêm cái này nữa. Đây. Đây, lâu phải nhớ đẩy củi vô không là nó sẽ không có đủ lửa đâu các bạn. Đây. Bên đây lâu mình phải lấy than ra. Nó đầy đó, củi cháy đầy than này nè. Lâu gãy than ra để có cái khoảng trống này mới có lửa cháy không là khói lắm. Khá là nhiều khói luôn. Đây, hôm nay xung quanh là nhà tối đen như mực luôn các bạn. Đó, canh nồi bánh chưng à. Suốt đêm các bạn. Nấu nó phải 6 đến 8 tiếng. Khá là lâu, sáng mai sẽ có bánh để ăn rồi. Sẽ quay cho bạn xem cái phần vớt bánh riêng. Còn hôm nay sẽ làm cái phần gói bánh và nấu bánh cho các bạn coi. Cái không khí Tết đang gần tới rồi. Ngày mai là đã 30 rồi. Tối hôm nay là tối 29. Đó. Các bạn phải nhớ châm lửa cho đều như này. Đây, mở cái nồi bánh chưng các bạn coi lần nữa nha. Wow. Rất là hấp dẫn luôn các bạn. Nhìn đã ghê không? Rồi, đây là cái phần đang chờ đợi cho chiếc bánh nó chín. Ngày mai khi mà bánh chín thì mình sẽ vớt ra cho mọi người cùng coi. Đó, thì tối nay mình sẽ phải canh cái nồi bánh chưng này các bạn. Đó, ngày mai các bạn sẽ cùng mình thưởng thức cái nồi bánh chưng ha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo.